Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có thầy anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy.